niệm Phật cầu gia hộ. 2. Tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự thông qua chương trình. 3. Dân hoa cúng dường. 4. Tuyên đọc thông điệp Phật Đản Vesak 2019 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. 5. Thông điệp Phật Đản Phật lịch 2563 dương lịch 2019 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 6. Diễn văn đại lễ Phật Đản Phật lịch 2563 dương lịch 2019 của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 7. Phát biểu của chính quyền. 8. Tặng hoa chúc mừng. 9. Đội múa Phật tử người đồng bào cúng dường Phật Đản. 10. Cử hành nghi lễ cúng dường đại lễ Phật Đản bao gồm các thứ tiếp: từ ba hồi chuông trống Bát Nhã rước lễ đản sinh, niệm hương, nghi thức tụng niệm, thả bông bóng cầu nguyện hòa bình hồi hướng. 11. Cảm tạ của ban tổ chức. Kính bạch quý tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị khách quý và thưa quý Phật tử, đó là chương trình của buổi lễ sáng hôm nay. Đó hoa đàm nở rạng ngời, năm tỷ ni rực một trời sắc hương, pháp thân hiện giữa vô thường, gót vàng bảy bước mở đường chân như. Để tôn vinh chư tôn đức tăng ni và chào mừng quý vị khách quý, đồng bào Phật tử các giới, tiết mục múa dân hoa cúng dường Phật Đản xin được phép bắt đầu. Thank you.
lòng con yêu thảo hùng dương. Mùa này muôn mùa yêu thương, mùa yêu muôn đường hài thơ. Minh đăng siêu ánh từ quang Việt tan tiền áo giam soi heo vàng điều thuyền trí tuệ phát hương đến nơi bờ sáng vô minh không còn chân vàng tỏa sáng nguyện cầu tam thế chứng chi lòng thành mênh mông Phật pháp cao thượng cảnh dương đức tình mê đậm địa xa tâm hành con kính dâng lên nguyện cầu chia cho chứng minh Phật pháp tăng tam bảo chiếu lòng con yêu hào hùng dương chuẩn đề có ngày đại đi lòng thành hoan hỷ hoa quả tươi cầu xin Phật chứng khắp nơi thuần hoa nửa này gió nhẹ nắng trong chúng sanh này cũng nuôi dòng hành mình chuông chùa thay ngót ngân vàng gieo ngưỡng mong thần pháp vô biên từ đi vô thường cứu đầy đủ sinh tâm hành con kính dâng lên nguyện cầu chia cho chứng minh lạy Phật pháp tăng tam bảo chứng lòng con yêu thảo hùng dương nguyện cầu chư Phật người thương độ trì cho kẻ thiên đường nguyện cầu chư Phật người thương xin cho một tràng pháo tay thật hoan hỷ, thật lớn để